Trong số những cựu cầu thủ bóng đá hiện nay, David Beckham thực sự là một cái tên đáng nhớ khi vẫn vượt qua nhiều cầu thủ đang thi đấu khác về khả năng kiếm tiền dù đã giải nghệ cách đây 5 năm. Thậm chí dù đã giải nghệ, nhưng độ nổi tiếng của Beckham còn tăng so với trước đây. Trước đây Beckham từng đã làm đại diện thương hiệu cho hãng xe Jaguar vào năm 2014 trong chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc. Còn số định giá cho thương hiệu Beckham biến động khá nhiều do giá trị mà anh đem lại là vô hình. Theo ước tính mới nhất, thương hiệu Beckham hiện có khoảng 300 triệu bảng Anh, tương đương với 450 triệu đô la Mỹ. Beckham đã chia sẻ tại sự kiện ra mắt VinFast tại triển lãm Paris Motor Show năm 2018. Tôi đã tới Việt Nam rất nhiều lần và tôi cũng đã nhận thấy được cái niềm đam mê và lòng tự tôn dân tộc người Việt Nam. Và tôi cho rằng đây là thể hiện cái sự sáng tạo mà các bạn rất là tự hào. Nói thật thì không thể tin được, vì tôi cũng là người bố và tôi cũng có gia đình. Một chiếc xe mà tôi thích nó phải thoải mái, nó phải hiện đại. Và đây rõ ràng là cái mà chúng tôi cũng cảm nhận được cái hơi hướng của sản phẩm Việt Nam trong đó. Và các bạn có những cái sản phẩm mà tôi thấy được những cái yếu tố mang tính sáng tạo của Việt Nam. Tôi muốn nói rằng là xin chúc mừng các bạn thấy đây là một ngày đầy tự hào cho người dân Việt Nam khi bạn thấy được một chiếc xe của Việt Nam với một cái sản phẩm thương hiệu Việt Nam trên một sân chơi toàn cầu. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều tự hào, và đặc biệt là người dân Việt Nam cũng phải tự hào về sự sáng tạo đưa ra một sản phẩm trong thời gian ngắn như vậy. Chính vì vậy mà việc Beckham sánh vai cùng Hoa hậu Tiểu Vy và các ngôi sao Việt chắc chắn đã là tâm điểm của lễ ra mắt VinFast tại sự kiện lần này. Có lẽ với một khoản tiền khủng mà VinFast chi ra để mời David Beckham xuất hiện tại sự kiện và việc anh ấy có một ấn tượng khá tốt với Việt Nam, cùng với tâm lý muốn biết một thương hiệu xe Việt đầu tiên xuất hiện trên trường quốc tế sẽ như thế nào, là yếu tố đã tác động đến quyết định việc David Beckham bắt tay với VinFast để có mặt trong sự kiện ngày hôm qua.